Tại đảo Skye thuộc Scotland vào năm 1089, nhóm khảo cổ của Elizabeth và Charlie đã tìm ra một bức họa trong hang có niên đại 35.000 năm và họ cho rằng đó chính là một lời mời gửi đến cho con người. Và 4 năm sau đó, tập đoàn Willand đã quyết định tài trợ cho chuyến đi trên con đảo Prometheus và phi hành đoàn gồm 17 người. Đó là những nhà khoa học, kỹ sư, tiến sĩ ngủ đông với đích đến được bảo mật hoàn toàn, được điều khiển bởi một người máy cấp cao tên là David. Cuối cùng, Prometheus cũng tìm được đích đến. Người giám sát là Vicker yêu cầu David đánh thức toàn bộ phi hành đoàn. Một thông điệp được gửi đến từ chủ tịch của tập đoàn Willand là Peter. Mục đích ông tài trợ cho chuyến đi này là muốn tìm kiếm nguồn gốc của con người. Dĩ nhiên, ông đặt hết niềm tin vào tiến sĩ Elizabeth và Charlie. Nơi họ đến là hành tinh tương tự như trái đất có tên là LV223. Thế nhưng, mọi người có vẻ hơi ngỡ ngàng và buồn cười khi biết cách mà họ đến đây là dựa vào một tấm bản đồ cùng với niềm tin không một chút căn cứ về những kỹ sư tạo ra con người mà Elizabeth và Charlie đang phát biểu. Và đặc biệt là Vicker đã gặp riêng cả hai trước khi cuộc thám hiểm được bắt đầu. Cô ta thừa biết chủ tịch rất coi trọng chuyến đi, thế nhưng Vicker lại không tin vào điều đó. Và với tư cách là người giám sát, cô ta yêu cầu họ không được phép tự ý hành động và phải báo cáo tất cả mọi thứ cho mình. Với cú đạp khá nhẹ nhàng và an toàn tại LV223, mọi người thật sự rất hào hứng nên đã nhanh chóng mặc đồ bảo hộ và trực tiếp bước ra ngoài bắt đầu thám hiểm. Rất nhanh sau đó, cả nhóm tìm thấy một hang động lớn nên đã vào bên trong kiểm tra. Phil dùng các camera quang phổ tự động dựng cấu trúc nơi này để có một tấm bản đồ hoàn thiện, thuận tiện hơn trong quá trình thám hiểm. Không khí trong này còn trong lành hơn rất nhiều ở trái đất, thế nên mọi người đã quyết định tháo mũ bảo hiểm để tận dụng nó. Bất ngờ, David thấy một bảng điều khiển và khởi động nó. Bỗng nhiên, ra ảo ảnh của một nhóm người đang chạy đến. Không kịp suy nghĩ nhiều, Elizabeth cùng mọi người vội vàng đuổi theo phía sau. Vì vậy, họ đã phát hiện ra một cái xác 2.000 năm tuổi, giống hệt như trong bức họa ở Scotland, chỉ có điều nó đã bị chặt mất đầu. Phil quyết định rời nhóm quay về tàu bởi anh ta là một nhà địa chất và yêu sỏi đá, nhưng mọi người chỉ chú tâm vào những xác chết mà thôi. Nghe vậy, Milburn cũng rời đi cùng anh ta. David lại tay máy và mở được một cánh cửa khác. Phía bên trong là một kiệt tác tuyệt đẹp. Họ cũng tìm thấy phần đầu của cái xác lúc nãy. Có vẻ nó được bảo quản rất tốt. Cùng với nó là rất nhiều chiếc bình chứa dung dịch màu đen trải dài trong căn phòng. Thế nhưng, bọn họ không thể ở lại quan sát thêm vì có một cơn bão sắp đến mang theo rất nhiều thạch anh với diện tích và sức gió tới 200 km/h. Ellie vội có trước đầu, còn David thì lấy một chiếc bình với chất dịch màu đen mang về tàu tiến hành nghiên cứu phân tích. Mọi người vội vã rời đi mà không hay biết rằng có rất nhiều sinh vật đang bò lúc nhúc bên dưới mặt đất. Mọi người hơi chậm chân vì chưa kịp quay về tàu thì cơn bão đã bao trùm tất cả. Ellie còn mạo hiểm lao ra ngoài nhặt lại chiếc đầu bị đánh rơi. Rất may là sau bao nỗ lực cùng với sự hỗ trợ của David, mọi người cũng đã an toàn lên được tàu. Nhưng có vẻ Phil và Milburn đã bị lạc, họ vẫn chưa tìm được lối ra khỏi hang động. Với tình hình của cơn bão hiện tại, cả hai đành qua đêm tại đây. Cùng lúc này, Ellie bắt đầu kiểm tra chiếc đầu, tháo bỏ vỏ bọc bên ngoài. Mọi người hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy một chiếc đầu giống hệt con người. Phó tiến hành bơm tế bào gốc vào nhân lực để đánh lừa hệ thần kinh, nghĩ rằng nó vẫn còn sống. Thế nhưng có gì đó không ổn, chiếc đầu bắt đầu mở mắt và chảy dịch bốc mùi kinh khủng. May là nó chỉ nổ tung sau khi đã được đưa vào khoang khử khuẩn. Ellie sau đó yêu cầu lấy mẫu xét nghiệm và cô đã không tin nổi khi phát hiện ra chuỗi ADN này giống hệt con người. Cùng lúc này, cơ trưởng Zanek nhìn thấy một thực thể sống cách vị trí Fifield và Milburn 1 km về phía tây nên đã thông báo cho bọn họ. Thế nhưng anh lại vô tình dọa cả hai chết khiếp vì tín hiệu sống đó biến mất sau vài phút. Họ không thể ngờ rằng, trong lúc cơ trưởng rời bỏ vị trí để đến phòng Vicker vui chơi, thì Fifield và Milburn bị những sinh vật có hình thù giống như một con rắn bò từ đống nước đen ngòm tấn công. Dịch từ cơ thể nó tiết ra bắn vào mặt Fifield và mai mòn nó một cách nhanh chóng. Thực thể sống ấy nhanh chóng chui vào mũi của Milburn và chui tọt vào miệng anh ta. Sáng hôm sau, Charlie thức dậy vô cùng mệt mỏi và hoảng hốt, phát hiện ra dường như có vật gì đó đang di chuyển trong mắt mình. Thế nhưng chuyện đó cần gác lại vì mọi người cần phải di chuyển đến hang động tìm Fifield và Milburn. Tối hôm qua, sau khi tìm thấy thứ gì đó trong chiếc bình mẫu vật, trong lúc mọi người đang tìm người thì David cố tình đi chậm lại phía sau và tìm cách tách đoàn. Anh ta tìm thấy phòng điều khiển trung tâm nhưng lại tắt tín hiệu không truyền thông tin về cho Vicker nữa. Căn phòng với những khoang ngủ chứa các thi thể bên trong được đặt quanh một chiếc bàn lớn. Anh ngồi vào ghế, hình ảnh 3D tái hiện lại dải ngân hà chân thật đến ngỡ ngàng. Đội của Ellie đã phát hiện thi thể Milburn, nhưng không may cô cũng phát hiện ra Charlie thật sự không ổn. Anh ta cần sự hỗ trợ của y tế nên đoàn đội buộc phải quay về ngay lập tức. Vừa về tới nơi thì cơ thể Charlie đã bị nhiễm bệnh và biến đổi hoàn toàn. Để đảm bảo an toàn cho toàn bộ phi hành đoàn, Vicker đã chặn không cho anh ta lên tàu. Cuối cùng, Ellie đã phải đau đớn khóc ngất đi khi nhìn thấy người mình yêu tự nguyện cho Vicker thiêu cháy nhằm ngăn ngừa sự lây lan. Sau khi tỉnh dậy, còn chưa hoàn hồn thì Ellie nghe David thông báo một tin khác rằng cô đã mang thai 3 tháng. Chỉ có điều bào thai đó không bình thường. Biết rõ mình không có khả năng động thai, Ellie đã hoảng loạn và cầu xin David giúp mình loại bỏ nó. Anh ta lại thông báo họ không có đủ điều kiện làm điều đó và nhanh chóng tiêm cho cô một mũi thuốc an thần.
lúc này, Ellie chỉ muốn lấy thứ khủng khiếp trong bụng mình ngay lập tức nên đã cố nén đau, dùng hết sức mình bỏ chạy đến buồng phẫu thuật tự thực hiện mổ lấy thai. Nhìn sinh vật vừa được lấy ra khỏi cơ thể, Ellie điếng người. Vết thương vừa khâu xong và cô ta nhanh chóng trượt xuống, cố đậy nắp buồng, bật chế độ tự diệt rồi nhanh chóng bỏ chạy. Zadek phát hiện Phil đang đứng ngoài phi thuyền nên đã mở cửa đón người. Nhưng giờ anh ta không còn là con người nữa. Phil đã tấn công và giết chết mọi người một cách đầy thô bạo. Về phần Ellie, cô vô tình mở ngay cánh cửa mà David cùng các nhân viên y tế khác đang chăm sóc cho Peter Wayland. Hóa ra ông ta đã thực hiện ngủ đông và ở trên tàu ngay từ đầu. Thời gian của Peter chỉ còn lại vài ngày, và lý do sâu xa mà ông ta đầu tư một khoản khổng lồ cho chuyến thám hiểm không chỉ đơn thuần là tìm hiểu nguồn gốc loài người mà là tìm cách bất tử. Ông đã thuyết phục Ellie đừng run sợ mà từ bỏ, hãy cùng mình quay lại hang động tìm câu trả lời, bởi David đã tìm thấy người còn sống, chắc chắn sẽ có được câu trả lời. Mọi người đã đến được phòng điều khiển trung tâm, và như cuộc trao đổi riêng tối hôm qua giữa Ellie và cơ trưởng Zanek, cô chia sẻ camera của mình cho anh ta thấy toàn bộ không gian bên trong. Sau khi Zanek yêu cầu hệ thống phân tích dữ liệu thu được, mọi người đã hết sức bất ngờ vì phát hiện ra đó chính là xác một phi thuyền khổng lồ. Cùng lúc, David bắt đầu mở khoang ngủ và đánh thức người cuối cùng sống sót. Trong khi Peter vô cùng háo hức chờ biết được câu trả lời thì Ellie thật sự kích động. Cô gào thét muốn biết lý do vì sao họ muốn tiêu diệt trái đất nhưng lại bị người của chủ tịch hạ thủ không được tiếc. David khá tự tin là mình có thể giao tiếp với ông ta, thế nhưng đổi lại là cái vật cổ dứt khoát, đầu lìa khỏi xác. Peter cũng bị hắn ta vung tay ngã quỵ xuống đất. Tất cả mọi người bị giết chết, chỉ còn lại là Ellie là kịp bỏ chạy. Sau đó, ông ta leo lên buồng lái và chuẩn bị mang toàn bộ số mầm bệnh chứa bên trong hàng ngàn chiếc bình tiến thẳng đến trái đất. Lúc này, tại phòng điều khiển của Prometheus, Fisker cùng đội bay đã chứng kiến hết mọi chuyện. Thật ra, Peter là cha cô ta. Mặc dù đã tìm đủ mọi cách ngăn cha lên tàu, Fisker đã không thể làm gì khác. Mọi chuyện đã kết thúc. Cô yêu cầu Zanek khởi động phi thuyền quay về nhà. Ellie đã kịp leo lên mặt đất và thông báo tình hình cho Zanek. Bỏ qua mệnh lệnh của Fisker, Zanek và đội bay quyết định biến mình thành phi đạn để ngăn chiếc phi thuyền đâm thẳng vào trái đất. Chỉ dành cho cô 40 giây để dùng tàu cứu hộ thoát ra ngoài. Cuộc ngăn chặn đã thành công, thế nhưng chiếc phi thuyền quá lớn nên đã rơi tự do xuống đất. Ellie và Fisker cố bỏ chạy, nhưng chỉ có mình Ellie thoát chết. Cô nhanh chóng leo lên phần khoang tàu còn lại tiếp thêm oxy. Con quái vật được cô sinh ra không những không chết mà đã trở nên to lớn một cách đáng sợ. Đúng lúc này, tiếng David vang lên, anh ta cảnh báo Ellie rời khỏi đó vì người đàn ông ấy đang tìm đến cô. Trong khoảnh khắc sinh tử, Ellie nhanh chóng mở cửa để con quái vật ùa ra, tóm lấy người đàn ông, còn mình bỏ chạy thật nhanh ra ngoài. Những tưởng hết hy vọng thì tiếng David lại vang lên, vẫn còn nhiều chiếc phi thuyền ngoài kia, anh ta sẽ giúp cô tìm cách quay về nhà. Thế nhưng, lúc này Ellie không cần một người bạn đồng hành, một kim chỉ nam giúp cô quay về, mà là cần người giúp cô tìm ra lý do. Tại sao họ đã tạo ra con người rồi lại thay đổi ý định và muốn hủy diệt tất cả? Bộ phim đến đây là hết rồi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hãy để lại những ý kiến và quan điểm của mình về bộ phim bên dưới phần bình luận nhé. Và đừng quên ủng hộ cho kênh bằng cách dành tặng cho chúng mình một nút like, share, subscribe nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!